Phương Uyên xin được kính chào quý vị. Quý vị đang đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Trong Thế Giới Xe. Những thông tin cập nhật về lĩnh vực tốc độ trong và ngoài nước sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong ít phút tới đây. Và ngay bây giờ mở đầu chương trình sẽ là phần điểm qua những nội dung chính. Khai trương hệ thống đại lý Wuling trên toàn quốc. Giới thiệu Harley Davidson CVO Street Glide và CVO Road Glide mới. Chi tiết xe MPV chạy điện Volvo M90. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với thông tin về việc TMT Motors đã vừa chính thức khai trương hệ thống 21 đại lý Wuling ủy quyền trên toàn quốc. Tại hệ thống đại lý Wuling ủy quyền, khách hàng sẽ được tìm hiểu thông tin về xe trưng bày tại showroom, được lái thử trải nghiệm xe, được tư vấn sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật. Mỗi showroom có diện tích từ 200 đến 400 m2, thiết kế sang trọng, giúp cho khách hàng có không gian trải nghiệm hiện đại và nhiều tiện ích. Hệ thống đại lý Wuling ủy quyền được thiết lập đồng bộ với các khu vực chính bao gồm khu vực trưng bày xe điện của liên doanh GM Hồng Quang Mini EV, khu vực xưởng dịch vụ, khu vực hỗ trợ và tư vấn khách hàng. Khu vực trưng bày sẽ bao gồm các phiên bản của xe điện liên doanh GM Hồng Quang Mini EV với nhiều tùy chọn màu sắc, giúp cho khách hàng trực tiếp tìm hiểu và khám phá ngoại thất cũng như nội thất của mẫu xe. Khu vực xưởng dịch vụ được trang bị đầy đủ theo tiêu chuẩn của liên doanh SGMW, bao gồm cầu nâng, trang thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa chung, buồng sơn, khu vực và trang thiết bị kiểm tra trước khi giao xe cho khách hàng. Sẽ mang đến cho khách hàng sự an tâm về chất lượng khi được tư vấn sử dụng, bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, tất cả các đại lý Wuling ủy quyền được đầu tư trang bị thiết bị hiện đại như máy chẩn đoán lỗi, giúp quá trình sửa chữa diễn ra một cách nhanh chóng. Những vấn đề gặp phải về pin, thiết bị quan trọng của xe điện cũng sẽ được khắc phục kịp thời tại đây khi xe gặp phải. Bên cạnh đó, hệ thống đại lý Wuling ủy quyền cung cấp đầy đủ phụ tùng và phụ kiện chính hãng của Wuling, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa xe điện theo sở thích của khách hàng. Sự kiện khai trương đồng loạt 21 đại lý Wuling ủy quyền ở cả 3 miền là cam kết về chất lượng, uy tín của hãng với khách hàng cả nước. Đại lý Wuling ủy quyền sẽ là cầu nối giữa TMT Motors với khách hàng, mang đến dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng một cách kịp thời, xuyên suốt hành trình sở hữu và sử dụng xe điện của liên doanh GM Hồng Quang Mini EV. Liên tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những hình ảnh ấn tượng của bộ đôi mô tô phân khối lớn thuộc thương hiệu Harley Davidson, đó chính là CVO Street Glide 2023 và CVO Road Glide 2023 vừa được ra mắt. Với vẻ ngoài đầy đột phá, các mẫu CVO Street Glide và CVO Road Glide đã mở ra một chương mới trong lịch sử thiết kế xe mô tô kéo dài 120 năm của Harley Davidson, thừa hưởng những nét đặc trưng đậm chất Grand American Touring của hãng. Với CVO Street Glide, dù đã giữ vững nguyên hình dáng thiết kế chữ T đặc trưng của dòng Street Glide, phần fairing cánh dời mới trên CVO Street Glide đã được thiết kế lại, tích hợp hố thông gió giúp tối ưu về khí động học. Phần đầu LED mới cùng với hai đèn báo rẽ màu hổ phách ở hai bên tạo nên một vẻ ngoài hiện đại và độc đáo, dễ dàng nhận diện ngay cả trong bóng tối. Trong khi đó, fairing đầu cá mập nổi danh của dòng Road Glide này đã được cập nhật một vẻ ngoài mới, tinh giản nhưng cá tính, hầm hố hơn. Đầu đèn LED phía trước được mở rộng theo chiều ngang tạo thành hình chữ W, gợi nhớ đến thiết kế đầu đèn đôi đặc trưng của dòng Road Glide. Đèn báo rẽ màu hổ phách được tích hợp trực tiếp vào đầu đèn chính, có vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại hơn. Phần thùng hông của hai phiên bản CVO mới trông có vẻ gọn gàng hơn các phiên bản trước, tuy nhiên lại có thể tích lớn hơn, cho phép đựng được nhiều vật dụng hơn. Các mẫu xe sử dụng vành xe Combo Cast Lace mới 19 inch phía trước, 18 inch phía sau, với thiết kế nhôm đúc CNC màu đen và các nang hoa mang đến vẻ ngoài vừa chắc chắn vừa độc đáo và trẻ trung. Về hiệu suất, khối động cơ V-Twin Milwaukee A VVT 121 cubic inch mới thiết lập chuẩn mực mới cho dòng xe touring của Harley Davidson với công nghệ làm mát mới, van biến thiên VVT, hệ thống lọc gió hiệu suất cao hơn. Khối động cơ mới trên CVO 2023 cho mô men xoắn cao hơn 8% và công suất lớn hơn 9,5% so với động cơ Milwaukee A 117 trên các phiên bản CVO trước đây. Giảm rung động không cần thiết, mang đến trải nghiệm lái tuyệt vời hơn và âm thanh động cơ uy lực hơn. Bên cạnh đó, công nghệ làm mát mới cũng giúp làm giảm đáng kể nhiệt độ động cơ, mang đến trải nghiệm lái dễ chịu hơn, đặc biệt là khi di chuyển chậm dưới thời tiết nắng nóng.
Ngoài ra, các mẫu CVO Streetline và CVO Roadline mang đến một cuộc cách mạng về màn hình hiển thị trên xe mô tô. Với thế hệ màn hình TFT màu cảm ứng mới, kích thước lên đến 12,3 inch, cho diện tích hiển thị lớn hơn gấp 4 lần so với thế hệ màn hình Boombox GTS trên các mẫu CVO trước đây. Phiên bản 2023 cũng là lần đầu tiên CVO Streetline và CVO Roadline được trang bị các chế độ lái, bao gồm Road, Sport và Range. Các chế độ này mang đến các thiết lập khác nhau về công suất, lực phanh, CABS và CTCS. Chưa hết, các trang bị cao cấp trên CVO Streetline và CVO Roadline có thể kể đến như phục Showa trước sau, phanh đĩa kép phía trước Brembo 4 bít tông hướng tâm, phanh đơn phía sau có kẹp phanh Brembo 4 bít tông, hệ thống đèn sử dụng 100% công nghệ LED. Trên phương diện an toàn, các mẫu CVO Streetline và CVO Roadline được trang bị những công nghệ an toàn hiện đại nhất của Harley-Davidson, bao gồm phanh liên kết điện tử vào cua, ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo khi vào cua với nhiều chế độ, kiểm soát trượt moment xoắn khi vào cua, kiểm soát giữ phương tiện trên dốc, giám sát áp suất lốp. Tôi thấy có rất nhiều người sử dụng xe mô tô ở Việt Nam và họ có đam mê rất mãnh liệt với xe mô tô, đặc biệt là Harley Davidson. Tôi thật sự rất vui khi gặp được tất cả các biker tại đây. Tôi có ấn tượng rất tốt với các biker Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi đã cho ra mắt các mẫu xe mới như CVO Streetline. Qua đó, chúng tôi muốn nhắn gửi đến quý khách hàng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ mang đến thêm nhiều mẫu xe touring tốt hơn nữa dựa trên nền tảng của dòng CVO để đáp ứng sự kỳ vọng của các khách hàng ở Việt Nam, đặc biệt là những biker yêu thích dòng xe touring. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tạo ra những mẫu xe tuyệt vời nhất. Thứ hai, chúng tôi sẽ tập trung vào dòng xe Softail vì tại Việt Nam, đây là dòng xe rất được yêu thích. Hiện tại, hai mẫu xe này được bán tại Việt Nam với mức giá như sau. Những chuyển động mới nhất của thương hiệu taxi xanh SM tại thị trường Lào sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Tiếp nối tinh thần đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm từ xanh SM Việt Nam, xanh SM Lào cam kết cung cấp dịch vụ vận chuyển đồng bộ bằng xe điện 100% với tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao đến với người dân đất nước Trự Voi. Theo đó, người dân Vientiane và khách du lịch quốc tế đến Lào đã có thể dễ dàng đặt taxi xanh SM qua ứng dụng taxi xanh SM Lào trên App Store và Play Store như các hãng gọi xe công nghệ. Khách hàng cũng có thể vẫy xe trực tiếp trên đường. Thông tin về lộ trình và giá cước sẽ được công khai và minh bạch trên mỗi chuyến đi. Trước mắt, xanh SM Lào sử dụng mẫu xe VinFast VF5 Plus được sơn màu xanh lục lam đặc trưng của thương hiệu, hoạt động tại thủ đô Vientiane. Số lượng xe dự kiến sẽ được nâng lên 1.000 chiếc và mở rộng tới thị trấn du lịch nổi tiếng Vang Ven, cũng như các tỉnh thành phố khác như Luang Prabang, Sarawak, Champasak trong các giai đoạn tiếp theo. Với kế hoạch mở rộng hoạt động trên quy mô toàn quốc, xanh SM dự kiến sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm mới tại Lào, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn cho người dân địa phương khi không yêu cầu vốn đầu tư, tối ưu thu nhập và được đào tạo nghiệp vụ bài bản. Ngay sau Lào, GSM sẽ mở rộng ra các quốc gia Đông Nam Á. Với ưu thế từ mô hình dịch vụ vận tải phức hợp xanh đầu tiên trên thế giới, kết hợp cả 3 nền tảng gọi xe là qua app, qua tổng đài và trực tiếp trên đường, và kinh nghiệm phát triển tại Việt Nam, GSM sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế. Đây cũng là cơ sở để GSM đẩy nhanh chiến lược Go Green Global với triển vọng trở thành thương hiệu cung cấp dịch vụ gọi xe quy mô toàn cầu. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị hãy cùng với Phương Uyên điểm qua 10 mẫu xe ô tô có doanh số tốt nhất thị trường trong tháng 10 vừa qua. Bước sang tháng 10 năm 2023, Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu xe ăn khách nhất thị trường với doanh số đạt 2.195 xe, tăng hơn 8% so với tháng 9. Tính từ đầu năm đến nay, mẫu SUV cỡ C này đã bán được 13.031 xe tại Việt Nam. Hồi đầu tháng 7, Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp 2023 đã ra mắt khách Việt với mức giá bán là từ 749 triệu đồng. Việc định giá này đã thực sự tạo nên cú hích mạnh đối với CX-5 trên thị trường ô tô Việt Nam khi liên tục dẫn đầu doanh số toàn ngành trong 3 tháng liên tiếp. Doanh số tháng 10 năm 2023 của Hyundai Accent đạt 1.474 xe, giảm hơn 13% so với tháng 9, có 1.711 xe bán ra thị trường.
Tuy nhiên, kết quả này vẫn giúp cho Accent vươn lên vị trí thứ 2 trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường. Từ đầu năm đến nay, Accent đã bán được 13.014 chiếc. Tiếp tục danh sách là một chiếc sedan hạng B khác, chiếc Toyota Vios, với 1.463 xe bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 10 năm 2023. Lũy kế 2023, Vios có 8.943 xe bán ra thị trường. Phiên bản mới nhất của Toyota Vios có thiết kế ngoại thất được tinh chỉnh với các điểm nhấn ở phần đầu xe và đồng thời là nhiều tính năng và công nghệ bổ sung so với phiên bản tiền nhiệm. Vị trí thứ tư thuộc về một mẫu xe bán tải, đó là chiếc Ranger đến từ Ford Việt Nam. Với 1.278 xe đã bán ra, Ford Ranger tiếp tục là mẫu pickup được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, mẫu xe được mệnh danh là vua bán tải này đã ghi nhận tổng doanh số từ đầu năm đạt 12.513 xe. Thị trường tiếp tục lăn bánh sang phân khúc MPV tại vị trí thứ 5, với doanh số tháng 10 vừa qua là 1.277 chiếc. Mitsubishi Expander ghi nhận mức sụt giảm đến 33% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, doanh số cộng dồn của Expander đạt 15.464 chiếc kể từ đầu năm đến nay và giữ nguyên danh hiệu là ô tô bán chạy nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Các vị trí tiếp theo thuộc về những cái tên đến từ Hàn Quốc như Hyundai Tucson xếp thứ 6 với doanh số là 1.249 chiếc. Người anh em cùng nhà Hyundai Creta với mức bán ra 1.235 chiếc trong tháng qua xếp liền kề sau đó. Hai cái tên từ Kia Việt Nam là Sonet và Seltos với mức doanh số lần lượt là 1.152 và 1.091 chiếc giữ vị trí thứ 8 và thứ 9. Cuối cùng, Hyundai Santa Fe chốt lại bảng xếp hạng khi có 919 chiếc được trao đến tay người tiêu dùng trong tháng 10 vừa qua. Phần cuối của chương trình như thường lệ là thời lượng cho chương mục Mỗi tuần một xe. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, thương hiệu xe Thụy Điển lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe điện đa dụng của hãng với tên gọi M90. Sản phẩm này được hợp tác với Geely phát triển và thiết kế dành cho thị trường Trung Quốc. Hãng xe Thụy Điển cho biết M90 lấy cảm hứng từ Duet 1953. Mẫu Wagon đã tồn tại cho đến năm 1969. Mặt khác, M90 có kiểu dáng tương đồng với Giger 009, một mẫu minivan mới ra mắt của tập đoàn Geely. Điểm khác biệt của hai mẫu xe này nằm ở lưới tản nhiệt, đèn pha. Về cơ bản, mẫu xe điện M90 là một chiếc Giger 009 trong diện mạo và logo của Volvo. M90 có chiều dài 5.209mm, rộng 2.024mm, cao 1.867mm và chiều dài cơ sở 3.205mm. Volvo trang bị cho M90 mô tô điện công suất 268 mã lực ở trục sau, cho phép tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8,3 giây. Xe sử dụng bộ pin CATL 116 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10 đến 80% trong 30 phút, phạm vi hoạt động 738 km theo công bố của Volvo. Nội thất thiết kế rộng rãi với cấu hình 6 chỗ, trang bị đầy đủ công nghệ. Hàng ghế trước lắp màn hình giải trí 15,4 inch. Hàng ghế sau lắp màn hình 15,6 inch, có thể vừa giải trí hoặc họp trực tuyến. Hệ thống âm thanh Power & Wilkins 21 loa. Theo kế hoạch, Volvo M90 chính thức ra mắt trong năm 2025. Khách hàng Trung Quốc có thể đặt trước ngay bây giờ. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Mọi kỳ đóng góp hoặc những câu hỏi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ theo địa chỉ đang được hiển thị ở phía trên màn hình này. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng tiếp theo của Trong Thế Giới Xe.